Xin chào tất cả mọi người. Mình tiếp tục nội dung liên quan đến việc tổng hợp dữ liệu từ nhiều workbook vào một workbook, đúng không ạ? Thì ở video trước thì tôi cùng các bạn đã làm được cái việc là gì? Và lấy được danh sách và mở workbook, đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta đã viết được code để copy cái dữ liệu. Đây ạ. Copy cái dữ liệu đó từ cái file thành phần vào file tổng hợp, hay tiếp tục đó là thay vì copy thì chúng ta đã gán cái dữ liệu cần tổng hợp đó vào một cái mảng và sau đó chúng ta ghi cái mảng đó vào trong cái file tổng hợp các bạn nhé. Thì hy vọng rằng những cái kiến thức ở hai cái video trước ấy thì các bạn có thể nắm được và các bạn có thể áp dụng các bạn nhé. Thì đến video này thì tôi sẽ nói với các bạn về một cái cách làm, và cái cách làm này thì sẽ là sử dụng ADO, ActiveX Data Object. Thì đây là một cái cách làm nó sẽ tương đối là gọn gàng, tuy nhiên nó cũng khá là khó, nó yêu cầu cao về cái mặt là yêu cầu cao về mặt là kết cấu của các cái template các bạn nhé. Đấy thì nó cũng khác biệt là cái gì? Nếu như bình thường ở hai phương pháp vừa rồi ấy, thì các bạn thấy là chúng ta bắt buộc là chúng ta phải mở các file lên thì chúng ta mới lấy được dữ liệu, đúng không ạ? Nhưng đối với ActiveX Data Object thì ngược lại, và các bạn nhé, không cần mở file mà vẫn lấy được dữ liệu, đúng không ạ? Đấy, thì đó là một cái điểm mấu chốt để cho ActiveX Data Object này nó là một cái cách làm với tốc độ nó cao hơn các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ cùng các bạn làm này. Trước hết bằng chúng ta vẫn bắt buộc là chúng ta phải duyệt qua các cái file các bạn nhé, nhưng chúng ta không cần mở file thôi. Thì tôi sẽ lấy cái file system object các bạn nhé. Tôi sẽ lấy cái công cụ này. Sửa này. Get data from multi workbook. Điều đấy thì cái này thì như hôm trước thì đã nói với các bạn rồi ạ, đúng không ạ? Nếu như chúng ta muốn sử dụng thư viện ActiveX Data Object ấy, thì chúng ta sẽ cần phải khai báo nó, đúng không ạ? Có hai cách khai báo, đó là early binding và late binding. Thì ở cái video liên quan đến tổng hợp dữ liệu từ nhiều worksheet vào một worksheet ấy, thì tôi đã sử dụng cái là early binding rồi, đúng không ạ? Ở trong cái bài này thì tôi sẽ sử dụng là late binding các bạn nhé. Đấy. Late binding thì chúng ta không cần vào cái tool reference heap, mà chúng ta cứ khai báo nó là object. Đấy. Rest object này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cần cú pháp truy vấn string và connection string các bạn nhé. S string. Đấy. Các bạn thấy ở đây là nếu như chúng ta chạy theo cái phương án này thì như ở các video trước thì chúng ta sẽ lấy được cái danh sách các bạn nhé. Đây. Đây, chúng ta lấy được cái danh sách này, đúng không ạ? Đấy. Thì như vậy thì bây giờ cái thuật toán ở trường hợp này nó như thế nào? Tôi cũng duyệt qua từng file này. Nhưng mà nếu như nó là file đầu tiên ấy, thì tôi sẽ lấy nó là cái file để kích hoạt cái connection ở trong cái ADO các bạn nhé. Còn và những trường hợp còn lại thì sẽ là một cách kết nối khác, cũng như là chúng ta sẽ tạo cái cú pháp truy vấn các bạn nhé. Đấy thì thay vì như này, đúng không ạ? Thì chúng ta vẫn cần một cái biến là isFirst WB các bạn nhé, sBoolean. Đây. Set e first wb bằng true. Được chưa? Đấy. Ta sẽ cần một cái biến là if e first bằng true then else end if, đúng không ạ? Thì
chúng ta sẽ không cần phải mở miếng gì các bạn nhé, mà chúng ta sẽ làm luôn là gì, chúng ta sẽ, nếu như trường hợp đây là cái file đầu tiên thì tôi sẽ tạo một cái connection đến nó bằng provider bằng microsoft.ace.oldb.12.0. Cái này thì các bạn làm dần thì các bạn sẽ quen đúng không ạ, nếu như mà không quen cũng không sao cả. Chúng ta sẽ có thể vào cái trang web connection string để các bạn lấy được cái thông tin đó các bạn nhé, và o5.path này, và phải này extended property bằng Excel 12.0 XML HDR bằng yes. Và cái cú pháp của chúng ta là string query bằng select sao from. Đây, cái này sẽ là một cái vấn đề mà các bạn cần lưu ý này. Tôi sẽ viết ra trước khi chúng ta nói cái này nhé các bạn nhé. Đây ạ. Còn trường hợp còn lại thì chúng ta chỉ cần cái string query này bằng chính cái string query nối vào các bạn nhé. Đây sẽ là onion own này. Select sao from cũng là sheet 1, nhưng mà cái này nó sẽ là thêm in. Cái này có hai cái mà các bạn phải lưu ý đến này. Hai cái các bạn cần phải lưu ý đến. Đó là cái in này, file path và file type các bạn nhé. Đấy, thì cái này nó như thế nào? Vâng, cũng hỏi là tại sao nó như thế. Vâng, tôi cũng không biết giải thích sao như thế, đúng không ạ? Luật nó là luật nó quy định vậy rồi thì mình cứ thế mình theo các bạn nhé. Đấy, thì cái này thì chúng ta sẽ là cái gì? Đây, chúng ta cùng nhau xem này. File path này thì nó chính là cái dạng là workbook full name đấy. Full name đấy, đúng không ạ? Đấy thì o5 và o5.path này. Và này. Excel 12.0 XML đây, thì một cái hạn chế của cái phương án này nó như thế này các bạn nhé. Ở đây tôi cứ ghi lại cái comment cái này đã, kiểm tra có phải file thành phần đầu tiên đấy. Tạo connection string tạo cú pháp truy vấn SQL các bạn lưu ý ở đây có vấn đề là gì. Đã. Thứ nhất đó là cái sheet 1. Cái sheet 1 này thì nó chính là ví dụ như mà tôi mà truy vấn đến cái file master chẳng hạn, mà truy vấn đến cái sheet nào thì tôi phải nêu đi cái địa chỉ của cái sheet đó ở đây. Ví dụ đây là sheet 1 đúng không ạ? Thì các bạn nhìn thấy ở đây thì chúng ta đang toàn bộ truy vấn, các bạn nhìn thấy là ví dụ từ file thứ nhất tôi cũng để là sheet 1, file thứ hai, thứ ba, thứ tư hay gì tôi đều để là sheet 1 hết. Thế thì ở đây yêu cầu của bài toán này thì nó sẽ thích hợp
khi mà chúng ta viết code như thế này, nó sẽ thích hợp đối với trường hợp mà các file của cần tổng hợp chúng ta nó có cùng một cấu trúc là có cái sheet 1 các bạn nhé, có tồn tại sheet 1 và dữ liệu cần tổng hợp nó nằm ở chính cái sheet 1 này. Thì thực tế là tôi đã sửa ở đây rồi các bạn nhé. Tôi đã sửa các cái file này nó đều là sheet 1 hết rồi. Đây các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Tại sao phải làm như vậy ạ? Bởi vì thực tế là bây giờ mỗi một phương án thì nó có một cái đòi hỏi yêu cầu về dữ liệu khác nhau. Cho nên là trường hợp này các bạn lưu ý là nếu như chúng ta viết code đơn thuần như thế này thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải sửa về giống như này. Coi như là chúng ta đang hiểu mặc định rằng chúng ta biết trước được dữ liệu sẽ nằm ở file thành phần và nằm ở chính ở cái file có ở cái worksheet có tên là sheet 1 các bạn nhé. Đấy thì chúng ta sẽ có cách để xử lý cái trường hợp mà chưa biết tên. Chúng ta có cách đó nhưng mà tôi sẽ nói ở cái video video sau các bạn nhé. Còn tạm thời này các bạn chấp nhận rằng chúng ta đang biết trước cái file thành phần này có cái dữ liệu nằm ở cần tổng hợp nằm ở cái sheet tên là sheet 1 các bạn nhé. Đấy tôi tắt đi này. Đấy được chưa? Thì sau khi mà cái việc mà duyệt qua ở đây thì mục đích chỉ có là tạo connection string và tạo cái SQL các bạn nhé. Thì bước tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu khai báo liên quan đến cái CNN và REST các bạn nhé. Connection này bằng create object này addb.connection set REST bằng create object addb.recordSet with CNN and with connection string open và được chưa? Đấy thì tiếp theo chúng ta sẽ là set rest bằng cnn.execute string query. Đấy nói chung là có rất nhiều cách khác nhau đúng không ạ? Các bạn cứ tạm thời là các bạn chưa rõ lắm thì các bạn cứ chấp nhận biết là cách viết như này, có một vài cách viết khác như là cái video về cái tổng hợp dữ liệu thì nhiều sheet một sheet đúng không ạ, thì tôi viết kiểu khác đúng không ạ. Đấy nhưng mà các bạn cứ thấy nó chạy được là được đúng không ạ. Đấy cứ nôm na trước này như thế. Sau đó chúng ta sẽ tiếp theo chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ copy, chúng ta sẽ truy vấn và copy dữ liệu từ record set về bảng tính tổng hợp. Đấy. Giả sử tôi sẽ điền vào cái A2 các bạn nhé. Chấm copy from record set. Đây, nguồn data là REST các bạn nhé. Ở đây trên đầu này thì chúng ta sẽ làm một cái việc đó là xóa dữ liệu cũ đi. Xóa dữ liệu cũ sheet 1.range.useRange các bạn nhé. useRange.clear. Đấy. Thì bây giờ khi mà ở đây chúng ta sau khi xong này chúng ta sẽ phải đóng cái connection này vào nhé các bạn nhé. rest.close được rồi. cnn.close set cnn bằng nothing set rst bằng nothing. Đấy thì bây giờ khi mà tôi chạy cái này nếu như mà nó chính xác thì sẽ chạy được luôn các bạn nhé. Và nó sẽ xảy ra vấn đề gì? Nó sẽ xóa toàn bộ dữ liệu cũ này đi này và tạm thời là sẽ chưa có header các bạn nhé. Như vậy là dữ liệu nó sẽ chỉ hiện từ OA2 thôi. Đấy. Nó sẽ đến dòng 1845 này và đồng thời nó cũng sẽ chỉ không có cái cột region này các bạn nhé. Giải quyết cái cột region này thì tí nữa chúng ta sẽ cùng làm các bạn nhé. Đấy. Thì bây giờ sẽ như thế nào? Tôi sẽ chạy luôn thử các bạn nhé. Ồ, rất là nhanh đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Đây các bạn thấy chưa? Rất là tuyệt vời. Từ A2 xuống thẳng luôn. À nhưng mà đây nó chỉ được cái đến 325 các bạn nhé. Thế cái này vấn đề của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ phải kiểm tra lại xem.
Vấn đề ở đây là có một cái tôi quên mất các bạn nhé. Như vậy ở đây là tôi chưa gán lại cái giá trị is first WB này các bạn nhé. Thành ra là nó cứ duyệt đến cái file nào thì nó cho file đó là file đầu tiên. Như vậy nó chỉ có một cái kết nối đến đúng cái file đó thôi, chứ không có cái string query này, nó không chính xác đúng không ạ? Không có cái nội dung này. Thế quên mất ở cái đoạn cuối này. Vâng. Ở đây phải làm thêm một cái nữa là gán lại quy định, gán lại giá trị is first WB các bạn nhé bằng for. Đấy, như này thì như này mới được đúng không ạ? Chúng ta chạy lại nhé. Được rồi. Đấy, rất nhanh đúng không ạ? Rất hay. Xem nào. Đúng đến 1845 luôn các bạn nhé. Đấy, chuẩn rồi đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ lấy cái gì? Bây giờ chúng ta sẽ lấy thêm một cái, lấy thêm header các bạn nhé. Chúng ta thêm một cái field count, biến field count này as integer này. Giờ tôi sẽ chạy một cái vòng lặp này. For field count bằng không các bạn nhé, to rst.fieldcount. rst.fill chấm cao trừ 1. Đấy. Next. Fill cao. Chúng ta sẽ để ở trong từ ship, chúng ta sẽ để từ cái header này ở cái dòng thứ nhất các bạn nhé. Để ship 1.range a1.offset. Chúng ta có cần thay đổi row không? Không cần nhé. Column offset thì chính là field count này. Field count bằng rst.field. Chấm name. Được chưa? Cứ thử cái này đi, xem có lỗi hay không đúng không ạ? Nhiều lúc nếu như mà nhiều lúc nếu sai chúng ta lại sửa đúng không ạ? Lấy dòng header. Đây tôi sẽ chạy thử cái này. Chạy thử các bạn nhé. À, lấy được rồi các bạn nhé. Đấy, đã lấy được đúng không ạ? Thế bây giờ việc cuối cùng nữa là chúng ta lấy một cái region các bạn nhé. Thì như hôm trước đã nói mọi người rồi, nếu như mà bây giờ chúng ta thêm cái kiểu như là thêm cái kiểu là nếu như để cái sao này các bạn nhé, thì nó sẽ bị xảy ra cái chuyện là gì ạ? Nó sẽ bị xảy ra cái chuyện là chắc chắn là cái region nó sẽ nằm ở cái cột đầu tiên. Nếu như mà cái region nằm ở cuối cùng này thì nó sẽ phải khai báo kiểu khác đúng không ạ? Thế thôi, tôi sẽ làm theo kiểu lấy cái khai báo này các bạn nhé, lấy khai báo tên đầy đủ đi đúng không ạ? Thay thế cái này đúng không ạ? Thay phải sao này bằng phải mở ngoặc các bạn nhé. À quên, đúng không ạ? Sẽ là như thế này. Đúng kiểu nó sẽ như này. Nháy này, phải này, nháy này sẽ thành là gì ạ? Đóng ngoặc này. Cách này, phải này, mở ngoặc này, đây là một cái thủ thuật đây đúng không ạ? Một cách làm thôi. Ok. Thế sau đó chúng ta sẽ hai cái này là mở ngoặc này, cái cuối cùng này đóng ngoặc đúng không ạ? Đấy. Cái này cũng chưa đúng. Rồi, cái này nhiều lúc làm thì cứ làm đi làm lại tôi lại cứ quên các bạn ạ. Cái này nó phải là đóng ngoặc này, xong rồi phải này, xong rồi cách này, xong rồi mở ngoặc đúng không ạ? Đây replace này, ok rồi. Đấy, sau đó chúng ta thêm hai cái đóng mở ngoặc này nữa là xong này. Đấy. Đây các bạn nhé.
tôi sẽ thay bằng cái này, đúng không ạ? Đây, cái này nó tương tự như đây, cứ làm từng bước một này. Đấy, select này, đúng không ạ? Để nó dễ nhìn hơn và chuyên nghiệp hơn nữa thì viết kiểu này. Đấy, date này, rồi from này, đúng không ạ? Đây, một cái kỹ thuật là gọi là cách dòng các kiểu, đúng không ạ? Để cho đảm bảo là chúng ta xử lý nhìn cái code rất là tường minh các bạn nhé. Cái cú pháp SQL này nó phân chia rất là rõ ràng, đúng không ạ? Đây, chúng ta cùng nhau xem là nó bị cái lỗi nào. Đây, cái chữ from này nó thiếu mất một cái dấu đóng ngoặc đây, đúng không ạ? Cái này tương tự thôi. SQL này, bảng alien on này, đúng không ạ? Select này, xuống này. Đấy, date này, cái này, ok này, from này, đúng không ạ? Sheet 1 này. Đấy, thì nếu như trường hợp chúng ta khai báo như thế này các bạn nhé, thì chúng ta vẫn viết, vẫn chạy bình thường và kết quả vẫn như vậy thôi. Đây, các bạn nhìn ạ. Đấy, kết quả vẫn như vậy các bạn nhé. Thì bây giờ tôi muốn lấy được cái gì ạ? Tôi muốn lấy được cái cột Regen này nữa, thì tôi sẽ khai báo như thế nào các bạn nhé. Thì tôi sẽ thêm một cái nữa. Đây, tôi sẽ thêm một cái nữa ở đây. Là gì ạ? Commission này, đúng không ạ? Nó sẽ cho một cái dấu phẩy nữa ở đây này, đúng không ạ? Dấu cách này. Và cái gì ạ? Đây các bạn nhé. Đây, thụt vào trong một chút, đúng không ạ? Để phân biệt này. Thì ở đây chúng ta có cái FSO. FSO.get base name, đúng không ạ? Đây. Giả sử đây, tôi cứ làm này và miễn sao là nó ra được, đúng không ạ? Miễn sao nó ra được các bạn nhé. Các bạn dùng công thức nào đó là tùy các bạn, đúng không ạ? Get base name. Và này, đúng không ạ? Một cái dấu cách này. Regen, đúng không ạ? Regen. Đây, nếu như để như này, đấy, nó vẫn nhảy ra như vậy, nó là đúng rồi các bạn nhé. Tương tự ở đây thì chúng ta cũng làm tương tự thôi. Đây, đây tôi sẽ, đấy, đây sẽ như thế này. Bây giờ chúng ta lại thử xem liệu là nó có chính xác không các bạn nhé. À, quên, đúng rồi, cái này nó là dạng text, cho nên chúng ta sẽ phải thêm một cái đoạn, thêm cái nháy đầu và nháy cuối các bạn nhé. Đấy, nháy đầu và nháy cuối này. Đây, một cái nháy đơn đầu và một cái nháy đơn cuối. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ chạy thử các bạn nhé. Chúng ta sẽ chạy thử các bạn nhìn đây, đúng không ạ? Chạy thử này. Không được à? À, quên mất. Get base name này, vâng, quên mất, chúng ta phải có thêm cái biến ở đây. O file, đúng không ạ? Cái O file này. O file. Đấy. Chạy thử nhá. Đây các bạn đã có Regen các bạn nhá, rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Rất là nhanh gọn. Đấy. Và để hoàn thiện cái code này, chúng ta chỉ cần thêm cái gì thôi ạ? Tăng tốc độ một chút ạ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ làm gì? application.screenupdating bằng for và khai báo ở cuối. application.screenupdating bằng true và chúng ta sẽ một cái message box để thông báo các bạn nhé. Dan DB information daily Excel.
Ok, chạy lại này, chạy lại này, tuyệt vời, vâng, nhanh gọn đúng không ạ, nó đỡ phải cóp chỗ nọ rồi cóp chỗ kia. Và tôi chắc chắn với các bạn, vâng, nếu như mà các bạn có nhiều file hơn nữa, dữ liệu nhiều hơn nữa thì phương án này rất nhanh các bạn nhé. Đấy, chỉ có điều là nó cũng khá là gọn gàng, chỉ có chúng ta duyệt qua các file, chúng ta không cần phải mở file, mà chúng ta mục tiêu của chúng ta là gì, tạo cái connection và chúng ta tạo cái cú pháp truy vấn SQL các bạn nhé. Đấy thì rất hay đúng không ạ, cái phương án này rất là hay. Nói chung là từ lúc mà biết đến cái AdoDB này thì thực sự là nếu như dữ liệu lớn một chút thì tôi rất là thích thú khi mà sử dụng cái này các bạn nhé. Đấy, còn thích hợp như thế nào thì là tùy vào công việc của mỗi người để mọi người lựa chọn các bạn nhé. Thì ở thì cái video này thì tôi sẽ tạm dừng ở đây. Ở cái video tiếp theo thì tôi sẽ xử lý cái trường hợp là gì ạ? Là trường hợp mà tôi không biết rằng, và tôi không biết rằng là cái tên sheet ở trong cái sheet thành phần, ở trong cái sheet thành phần cần tổng hợp này là cái gì các bạn nhé. Thì ở video tiếp theo thì tôi sẽ nói với mọi người về cái vấn đề đó các bạn nhé. Vâng, xin chào các bạn và hẹn gặp lại.